168 thiên. Ngày 168. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Em có nghe nói qua, hình như đại đa số đều là người Hoa. 我听说过, 好像大多数都是华人. Wo ting shuo guo hao xiang da duo shu dou shi hua ren. Wo ting shuo guo 好像大多数都是华人. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Quyết định vậy nhé, một lời đã định. 一言为定. Đăng ký một cái tài khoản Facebook. 注册一个脸书账号. Nhất định khác rồi đúng không? 一定可了吧. Xin đợi chút, dùng cách lịch sự. 请稍等. Chất lượng. 质量. Có dự định hay không? 打不打算. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. 记得打电话通知我. Cứ nói tiếng Trung suốt. 一直说中文. Loại phương pháp này. 这种方法. Giao tiếp thông thường còn coi là được. 日常交流还算可以. Đến cả người bản địa. 连本地人. Chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. 选越南语专业. Còn đang ở trong hòm, còn đang ở trong vali. 还在箱子里. Đi ngay. 马上去. Bữa tối. 晚餐. Tùy em. 随便你. Rất hợp đấy. 蛮合适的. Mua xong đồ trước. 先买完东西. Sau đó đi. 然后去. Phố người Hoa. 华人街. Đại đa số đều là. 大多数都是.